Chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Odo trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em lên giới thiệu cho toàn thể các bác đó là dòng sản phẩm của loa JBL 4012. Và trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều các bác cũng đã gọi điện tới cửa hàng bên em và hỏi về sản phẩm loa JBL tép leo với dòng sản phẩm hàng bãi thương hiệu công nghệ của Mỹ. Và phía mặt đằng trước thì em cũng đi giới thiệu và cũng như giới thiệu về kiểu dáng cũng như là hình thức của đôi loa. Và sau nữa thì bên cửa hàng bên em sẽ cho chúng ta xem về bên phần bên trong nội thất của đôi loa này nó có cái gì, chất lượng và sản phẩm ra làm sao. Thì vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ của bác đi qua và vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Odo online nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em. Về phía mặt đằng trước thì cho chúng ta đó là một cái kiểu dáng loa rất là đẹp với một lớp sơn phủ và các bác sờ thấy nó rất là mịn và rất là đẹp. Về độ chi tiết của loa thì cho chúng ta đó là một mặt lưới rất là đẹp với kiểu thiết kế dáng logo chữ JBL phát sáng, và logo này thì các bác có thể là xoay ngang xoay dọc đều được các bác nhá, đặt theo cái khuôn nhà cũng như là cái cách bố trí loa rất là hoàn hảo. Và bên trong thì nó có một lớp vải để bảo vệ bát loa, tép loa bên trong với mức sử dụng trong thời gian lâu dài thì sẽ vẫn còn mới và đẹp. Lớp lưới này chắn bụi, bảo vệ rất là tốt. Về phía kiểu dáng của loa thì cho chúng ta đó là một cái chiếc loa thùng cân, đúng không ạ? Một chiếc loa thùng cân. Về phía đằng sau của loa đây ạ, về phía đằng sau của loa thì em cũng sẽ xoay cho toàn thể các bác được quan sát thấy. Thì với một đôi loa chất lượng, với một đôi loa chất lượng thì được thiết kế bởi hai lỗ thông hơi ở phía đằng sau các bác nhá. Đó. Thì đôi loa JBL KP4012 này thì thương hiệu công nghệ của USA, và đôi loa này thì made in Mexico. Và dòng sản phẩm loa này thì quá là ok. Và cho chúng ta đó là hai đường cắm jack music, hai đường in vào các bác nhá. Về thông số của chiếc loa này thì nó công suất của đôi loa thì nó vào 350W một kênh các bác nhá. 350W một kênh ở trở kháng 8 ohm. Về hình thức của loa cũng như là về phía mặt thì các bác cũng đã quan sát thấy một đôi loa khá là đẹp trong tầm giá tiền và ai cũng có thể mua được. Và em dám cam kết với toàn thể các bác là đôi loa hàng xịn, và hiện tại là giá trên thị trường nó dao động, nếu mà hàng mới thì nó dao động khoảng tầm 36 triệu, giá hàng mới thì nó dao động khoảng tầm 36 triệu. Và đây là một đôi loa hàng bãi và bên em sẽ cho toàn thể các bác với cái mức giá cực kỳ tốt trong cái video ngày hôm nay. Và rất mong các bác đi xem thì đừng tua video, để bên cả bên em sẽ giới thiệu về chi tiết của đôi loa. Và bây giờ em cùng các bác sẽ đi quay về phía phần bên trong nội thất, đúng không ạ? Thì loa này thì em cũng đã gọi là hơi vặn cái tép, phễu tép ra đó, để quay cho toàn thể các bác làm sao cho nó được chi tiết về củ tép các bác nhá. Thì em sẽ xoáy cái họng kèn này ra. Đó, em sẽ xoáy cái họng kèn này ra để cho anh em cùng quan sát thấy, đúng không ạ? Các bác đi qua hoan hỉ ấn cho cửa hàng em một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em nhá. Rồi ok. Thì các bác có thể nhìn thấy, quan sát thấy đây là một cái hình phễu của loa tép các bác nhá. Thì cho chúng ta là độ phủ 100 độ và chiều cao, còn độ rộng thì là 70 độ cho chúng ta. Đó là một cái góc phủ của âm thanh của loa tép ra rất là đều và rất là sáng tiếng khi nhà thiết kế họ cũng đã thiết kế như thế này. Và trên phễu tép thì nó có in trực tiếp là JBL. Nói chung là các cái hàng xịn này thì các bác nhìn kể cả từ cái chất nhựa đó, từ chất nhựa của tép làm thì nó cũng khác rồi. Đấy, về phần củ tép đây, các bác có thể quan sát thấy thì nó sẽ dập chìm là chữ JBL các bác nhá. JBL. Đó, đây là tép các bác ạ. Đây là tép, và với tép mang mã là 2408H2
Made in Mexico, và các bác có thể quan sát thấy củ lông châm của nó thì nhìn các bác nhìn thì cũng rất là khôn các bác nhá. Đó, về thùng loa đó, về thùng vách của loa thì các bác có thể quan sát thấy là khi các một đôi loa xịn thì bao giờ họ cũng làm rất là tỉ mỉ và có thông số các bác nhá, về các cái phần góc cạnh của loa. À, về góc phần góc cạnh của loa từ cái chôn ốc thì họ cũng đã làm cái dấu chấm đỏ để điểm cho loa. À, và các bác có thể nhìn quan sát sát rất là kỹ hộ em cái. Các bác đi thì đừng qua tua video nhá. Có anh em nào mà đang xem tại kênh của bên em ấy thì các bác hoan hỉ là ấn cho cửa hàng em một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em. Loa JBL này thì được thiết kế bởi hai đường tiếng các bác nhá. Được thiết kế bởi hai đường tiếng. Đấy. Với dòng sản phẩm của loa JBL này thì cũng như em cũng đã nói rồi, với công suất là 350W. Đấy. RMS, công suất RMS của đôi loa này thì nó đạt tới 350W trung bình. Đó. 700W thì là công suất đỉnh. Đấy. Còn 1400W là mạnh mẽ, tạo ra âm thanh trung thực. Đó, nếu mà để cho chúng ta chơi dòng sản phẩm loa này mà hát karaoke thì quá tuyệt vời. Về phần phía bát của loa đúng không ạ? Về phần phía bát của loa thì nó là đít của loa, là đít nhám các bác nhá. Đít nhám các bác nhìn rất là xịn sò. Tại sao một đôi loa JBL này nó được sản xuất ra và nó là hàng bãi nhưng mà tại sao nó mới đến như thế này đúng không ạ? Tại sao nó mới đến như thế này thì cũng phải do là cái bên trong cũng như là các cái màng lưới bảo vệ loa rất là tốt các bác nhá. Đây các bác có nhìn thấy nhìn thông số này, nhìn thông số của loa JBL. Về phần xương bát thì nó cho chúng ta nó là xương bát, các bác nhìn thôi thì nó rất là khôn các bác nhá. Loa này thì nó có, các bác chỉ cần nhìn thôi, với dòng sản phẩm loa này thì nó cực kỳ là khôn các bác ạ. Đều dập được bằng mã số các bác nhá, kể cả từ về trong côn bát này. Từ trong côn bát này các bác có thể nhìn thấy mờ mờ nhá. Em soi như này thì nói chung là các bác cũng không thể quan sát thấy được là cái thông số. Đây em sẽ bật đèn flash lên để soi cho toàn thể anh em nhìn về cái bên trong nói chung là đây các bác nhìn này. Đấy, về phía phần bên trong thì nó có cả thông số các bác nhá. Đấy, thông số chữ dập ở bên trong nhá. Đó là một trong những dòng sản phẩm nếu mà hàng Trung Quốc thì họ sẽ không thể làm được với các cái thông số dập ở bên trong, và loa Việt Nam thì càng không thể các bác nhá. Đó, đây loa bát đây các bác nhìn, quá tuyệt vời luôn, rất là đẹp nhá các bác nhá. Hàng mới, hàng bãi này thì bên cả bên em bán cho toàn thể anh em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Loa bát này thì nó là gân vải tẩm dầu và ốp phơ lôi, và với các cái lớp sơn các bác đẩy các cái vành nón loa này nó rất là đều các bác nhá. Đó, thì cái hàng xịn như thế này thì các bác nhìn quan sát không thôi thì các bác cũng đã thấy rồi, một đôi loa rất nhiều tiền. Đấy, thì về thùng loa đây, về bên phân tần bên trong đây thì đây các bác cũng có thể quan sát thấy đây là hai lớp tiêu âm nhá các bác nhá, hai lớp bông tiêu âm này. Đấy, tụ là tụ Rolex Zotac nhá. Đấy, các cuộn trở này, trở là Bendin nhá, Bendix trở là có chữ Bendix các bác nhá. Đó, thì nếu mà như các cái dòng sản phẩm của loa hàng xịn ý thì các bác có thể nhìn thấy cái miếng phản phân tần này các bác nhá, thì cái miếng gắn phân tần này thì nó là cái miếng chống cháy các bác nhá, miếng chống cháy này. Tất cả các linh kiện đều là linh kiện xịn hết, kể cả từ cái dây điện này các bác nhìn này, từ cái dây điện các bác có thể quan sát thấy này, họ làm rất là tỉ mỉ và rất là sắc nét cho tất cả anh em. Đó, thì một đôi loa JBL hàng chất lượng cũng như là hàng Mexico thì hiện tại là bên cửa hàng bên em đang chào bán với cái giá là 20 triệu một đôi loa các bác nhá. 20 triệu một đôi loa, và bên cửa hàng bên em rất mong muốn là các bác nào mua hàng, mua loa thì các bác có thể xuống tận cửa hàng bên em. Đó ạ, xuống tận cửa hàng bên em để tham khảo cũng như là để kiểm tra về cái chất lượng của đôi loa JBL KP4012 này. Và rất mong sự ủng hộ của các bác là đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng bên em một like. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em. Và rất mong các bác theo dõi cửa hàng bên em, và bên cửa hàng bên em có rất là nhiều các cái dòng sản phẩm loa cao cấp cũng như là từ cái loa phân khúc trung bình trong tầm giá tiền để anh em có thể chơi được chưa? Đấy,
Thì với một sản phẩm như này với giá là 20 triệu và bên cả bên em cam kết với toàn thể các bác, đây nó là sản phẩm hàng xịn và nó là hàng sản phẩm chất lượng nha các bác nhá. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi kênh YouTube của bên em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.